sự việc đầy tranh cãi ở những ngày gần đây trên mạng xã hội, cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Văn Toàn đã bày tỏ sự bức xúc về việc Hoa hậu Ý Nhi đã có những phát ngôn gây tranh cãi về người đồng đội Quế Hải. Văn Toàn lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân khi cho biết anh thường không quan tâm đến những tin tức bên lề bóng đá. Tuy nhiên, lần này anh không thể không thể hiện sự phiền lòng với những phát biểu thiếu suy nghĩ của Hoa hậu Ý Nhi. Anh không ngần ngại lên án việc Hoa hậu Ý Nhi đã có những phát ngôn choáng và không suy nghĩ. Văn Toàn cho rằng Hoa hậu Ý Nhi không đạt đủ tiêu chuẩn về tài năng và nhan sắc so với những Hoa hậu Việt Nam trước đây. Anh thể hiện sự thất vọng trước hình ảnh chân dài não ngắn và đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của Vương Miện trong trường hợp này. Một điểm đáng chú ý khác là câu trả lời sai của Hoa hậu Ý Nhi trong bài phỏng vấn về nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vũ Quang Trung. Sự hiểu biết hạn chế và tự tin quá mức của cô trong việc đặt vị trí của mình trước cả Vũ Quang Trung đã tạo nên sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Những sự kiện này đã đưa ra sự không hài lòng của dư luận về chất lượng của cuộc thi Hoa hậu gần đây. Cảm giác rằng nhiều cuộc thi Hoa hậu đã mất đi ý nghĩa ban đầu của họ là tìm kiếm những phụ nữ đẹp và thông minh đại diện cho quốc gia. Chất lượng của ban giám khảo và tổ chức cũng bị đặt câu hỏi khi mà nhiều người cảm thấy rằng Hoa không có hậu trong những năm gần đây. Mới đây vào lúc 19h15 ngày 6 tháng 8 diễn ra một trận đấu bóng giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023. Sau khi thất bại trước đội bóng Công an Hà Nội với tỷ số 1-2, Văn Quyết, tiền đạo đội tuyển quốc gia và cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã tỏ ra bức xúc và bày tỏ sự bất bình với sự điều khiển của trọng tài trong trận đấu. Văn Quyết đã lên tiếng chỉ trích trọng tài và cho rằng ông đã thiên vị đội Công an Hà Nội ở mức độ quá lớn, dẫn đến việc câu lạc bộ Hà Nội bị thua trong một trận đấu không công bằng. Anh cho rằng có ít nhất 3 quả phạt đền đã bị bỏ qua cho đội của mình trong trận đấu này. Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở vòng 18 V-League 2023 được ví như một trận chung kết sớm của mùa giải năm nay. Đối với câu lạc bộ Hà Nội, việc giành chiến thắng là vô cùng quan trọng để trở lại ngôi đầu bảng và giành quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội cần giành thêm 3 điểm để bứt phá mạnh và bảo vệ ngôi vô địch của mình. Ngay từ đầu trận, Công an Hà Nội đã áp đảo với sự khởi đầu nhanh chóng khi tiền đạo Gustavo lập cú đúp đưa đội nhà dẫn trước 2-1. Mặc dù câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn gỡ hòa do công của Shetovic, nhưng họ không thể tạo ra nhiều cơ hội sau đó. Công an Hà Nội đã duy trì thế trận tốt hơn đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Trong khi Hà Nội chỉ thực sự tấn công mạnh mẽ ở nửa cuối hiệp 2, họ không thể tận dụng cơ hội và phải chấp nhận thất bại. Kết quả này đã đưa câu lạc bộ Công an Hà Nội vươn lên giành ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội FC. Tuy nhiên, sự bức xúc của Văn Quyết và các cầu thủ Hà Nội cho thấy trận đấu để lại nhiều tranh cãi và không khỏi gợi lại những tâm tư về công bằng và chất lượng trọng tài trong giải V-League. Hà Nội ngày 6 tháng 8 năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa trở về từ vòng chung kết World Cup nữ 2023. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, khiến người hâm mộ cả nước không khỏi băn khoăn. Theo thông tin được công bố, mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nhận thưởng 30.000 đô la, khoảng 720 triệu đồng. Với thành tích góp mặt ở vòng chung kết World Cup nữ 2023, không phụ thuộc vào kết quả thi đấu vòng bảng. Tính tổng cộng, với 23 cầu thủ Việt Nam trong đội, số tiền thưởng từ FIFA cho đội tuyển nữ Việt Nam là 690.000 đô la. Tuy nhiên, cho đến lúc này, đội bóng chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ FIFA dù đã chia tay giải đấu. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Dương Nghiệp Khôi cũng xác nhận thông tin này trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ Online. Ông nói, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản nào từ FIFA. Tôi nghĩ rằng sau khi kết thúc World Cup nữ 2023, FIFA sẽ tiến hành chuyển khoản thưởng cho các đội tuyển tham dự giải. Về phần số tiền thưởng 30.000 đô cho từng cầu thủ, ông Dương Nghiệp Khôi cũng đã làm rõ quy trình thanh toán. Nhiều người thường bàn tán về khả năng thất thoát trong việc chia thưởng mà không hiểu rõ. Mặc dù FIFA không chuyển khoản trực tiếp cho từng cầu thủ, nhưng khi VFF nhận được tiền, họ sẽ phải nộp lại biên lai chuyển tiền và báo cáo lại cho FIFA. Bên cạnh thưởng riêng cho các cầu thủ, các đội bóng tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 cũng được FIFA thưởng 1,56 triệu đô la, tương đương 35 tỷ đồng. Thậm chí, nếu đội tuyển tiến xa trong giải, số tiền này còn tăng lên. Điều này dẫn đến việc VFF cũng sẽ nhận được 35 tỷ đồng từ FIFA do thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2023. Tổng số tiền thưởng này nhằm hỗ trợ cho các liên đoàn thành viên trong việc chi trả các chi phí cho đội tuyển quốc gia tham dự giải và đồng thời đầu tư vào sự phát triển của bóng đá trong quốc gia. U23 Indonesia đang đối diện với một tình huống khó khăn và lo ngại về lực lượng ngay trước thềm giải đấu U23 Đông Nam Á sắp tới.
Trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tuần, các đội tuyển đang đổ mồ hôi hả hê, chuẩn bị và điều chỉnh chiến thuật cho sự kiện thể thao quan trọng này. Tuy nhiên, U23 Indonesia, một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc triệu tập đội hình mạnh nhất. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang đối diện với thử thách lớn khi không thể triệu tập một số cầu thủ chủ chốt vào đội tuyển quốc gia U23 Indonesia. Lý do chính là nhiều câu lạc bộ không đồng ý nhả cầu thủ bởi họ đang trong giai đoạn thi đấu quốc gia và giải U23 Đông Nam Á không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA. Để giải quyết tình thế này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã cam kết tiến hành cuộc đàm phán với các câu lạc bộ. Ông chia sẻ, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc đàm phán giữa các câu lạc bộ và đội U23 quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn gây áp lực lên các đội bóng. Trong trường hợp tình hình không khả quan, U23 Indonesia có thể phải thiếu vắng một số chân sút chất lượng trong hàng công. Các tên tuổi như Ramadhan Sananta, tiền đạo đã từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 32. Fajar Fathur, tiền vệ đồng đoạt danh hiệu vua phá lưới cùng Văn Tùng tại SEA Games. Và Quintan Suleiman, một tài năng trẻ thường xuyên tham gia đội tuyển quốc gia, có thể sẽ vắng mặt. Trong khi U23 Indonesia đang hướng tới việc phát triển những tài năng trẻ triển vọng, U23 Việt Nam lại đang tập trung vào lực lượng U20 và một số cầu thủ được chọn từ đội hình U17 Việt Nam từng tham dự U17 châu Á vừa qua. Quyết định này của VFF và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhằm mục tiêu đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ, đồng thời tránh tác động tiêu cực đến giải V-League đang diễn ra. Trong khuôn khổ giải đấu, U23 Indonesia nằm ở bảng B cùng với Malaysia và Timor Leste, trong khi U23 Việt Nam thuộc bảng C cùng Philippines và Lào. Nếu cả U23 Việt Nam và Indonesia cùng thể hiện phong độ ấn tượng và đứng đầu bảng đấu của mình, họ có thể sẽ chạm trán nhau trong trận bán kết, hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn và đẩy lửa trên sân cỏ. Hà Nội ngày 4 tháng 8 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam khi ông chính thức công bố việc khai trương Học viện bóng đá PHS tại Hà Nội. Đây là một bước đi mang tính chiến lược nhằm đào tạo và tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng cho bóng đá Việt Nam. PHS Academy được tạo ra bởi huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau khi rời vị trí này, ông quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình về việc xây dựng một môi trường đào tạo bóng đá cho các cầu thủ trẻ tại Việt Nam. Thành phần của Học viện bóng đá PHS được công bố chính thức thông qua trang mạng xã hội của Học viện. Trụ sở sẽ được đặt tại hai địa điểm, số 55 Trường Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội và số 48, ngõ 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn, bao gồm cả một đề nghị từ câu lạc bộ Indonesia để tập trung hết sức cho PHS Academy. Ông tỏ ra quyết tâm thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển tài năng bóng đá tại Việt Nam thông qua học viện của mình. Với bước đi này, huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện cam kết và đóng góp tích cực trong việc đào tạo cầu thủ trẻ, tạo cơ hội phát triển cho tương lai bóng đá Việt Nam. Tuy đã rời xa cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông vẫn tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của bóng đá trong nước. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng từ chối lời mời từ Liên đoàn bóng đá Indonesia và nhiều câu lạc bộ trong V-League. Những quyết định này đã được xác nhận bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí, dù được đề nghị về mặt tài chính hấp dẫn, ông đã từ chối với lý do riêng của mình. Trước những bước đi quan trọng này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang phấn khích và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của PHS Academy và sự đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo trong sự nghiệp đào tạo cầu thủ trẻ của quốc gia.